Đây, xin chào mọi người đến với kênh Thái An Giang. Hôm nay là mình đang ở huyện Châu Thành, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành. Là hôm nay là vô nhà ông Bảy dở lươn, đang bắt lươn cho ngủ. Bắt lươn này là lươn nuôi nha, lươn nuôi đúng một năm luôn đó. Hết mồi là bắt đầu là dở là bắt. Đây là đang dở lươn lên nè mọi người. Đây, đây là ông Bảy là chủ cơ sở lươn. Hôm nay là ngày thu hoạch của ông Bảy đây, sau một năm vất vả. Ngày thu hoạch lươn ông Bảy đây mọi người, nuôi lươn là như vậy đây. Dở lươn lên. Này. Quay máy lên đang rửa mọi người, rửa cho sạch bao á. Có lươn rồi đó mọi người, một con lươn đang bò ra đó. Lươn còn 7 chuyến này là trúng rồi, không có đường nào hết á. Nó mọi người, nó lươn nè, nó thấy không mọi người? đây nó liệm từng cục đất ra, lươn liệm tới đâu lươn nó hút vô tới đó, rồi lươn 7 chuyến này trúng rồi, không có đường nào phản hết á. Này, nó đây là lươn dở nha mọi người. Nó mọi người nhìn kìa, thấy chưa? Nó cảnh đồng quê là như vậy đó mọi người. Gì không nghe ốc. Chủ lươn mà phái cười không là chuyến này là gì không rồi. Lươn bự đó nửa ký không có ông Bảy? Dễ vậy hả? Nó nửa ký không? Không tới đó hả? Mọi người thấy không? Bò lãnh ngãnh bắt đầu là xong xuôi hết là dở ra mới lấy sọt bắt. Đây. Lấy cái sọt đồ bự nữa ông ơi, sọt này nhỏ rồi. Nhỏ rồi làm gì? Sọt đựng đồ á. Lấy sọt bự mới được. Bự nữa. Còn trong này cái nè. Lươn phải biết bắt, bắt mới được nha mọi người. Không biết bắt là bắt không bao giờ được nó. Lực chân như lươn nhưng mà. Quay tới đây, tôi không biết bắt lươn. Đây, thấy không? Thường thường á là người ta nói là chống Mỹ chống Pháp không ớn rồi, ớn nhất là đứng ở ngoài chống lạnh. Đây. Nó thấy hả mọi người, nó đây là vùng đồng quê của mình đấy, thấy không luôn kìa, nó bò kìa mọi người, nó lội trong sình nè mọi người thấy không, nè nó không biết bắt là bắt không được mọi người, không biết bắt là nó đảo lại luôn đó mọi người. Đang dính sình mọi người. Dính sình nè, thấy không mọi người? Nhất không rồi thôi, lươn 7 lươn nhất không. Lươn 200g đảo lên là lươn nhất không Bảy? Mấy con nào 3 thảy rồi sao? Đúng không? 3 thảy rồi sao luôn hả? Lươn 3 bỏ luôn, nhớ bỏ luôn. Đúng không? Lươn 200g lấy lên là lươn nhất không? Ông chị là sở thấy bây giờ mình chủ yếu bắt lưng lưng nhị với lưng nhất đi. Còn lưng ba bỏ lại. Đúng rồi. Chị tôi thấy lại sao cũng không được đó. Cho nó bò. Cái sọt nhỏ quá nhỏ nhảy ra hoài mọi người, quá xá lươn rồi. Chắc mấy khớp quên rồi mấy. Ba khớp à.
có chân nước đó. Thằng Út là mày đi vô mé hay mày đi vô mé sát mé. Đi sát mé đi. Hồi lúc trước đó, thì mọi người là nuôi đế, nuôi bằng đế, nuôi bằng sậy. Sau này cái mọi người rút kinh nghiệm, mai bao vô đất nuôi bằng bao. Nuôi bằng bao này khi mình bắt thì nó khỏe hơn đế với sậy với đất lắm, đất móc cực lắm. Rồi chưa, xài nước chưa? Con mồi lên cho nó lên đi rồi tắn cây rồi hết đi. Đồ bắt nó chạy rồi. Đây nè, nó mọi người nhìn nó. Nó mọi người nhìn nó. Ừ, vậy. Như bơm mới dưới lên nó ra cái đầu này. Nó lương không? Hết rồi. Đó, mọi người nhìn nè nó. Này người ta có cái vợt. Có cái vợt, có vợt súc nó mau không? Súc không được luôn. Hả? Súc không được đâu. Cái gì lùa vô. Con lùa ở đây vô chị cho. Lùa mới được. Lên tới cái tay rồi. Lên tới đầu này nè. Nấu lên tới đống nấu vô. Mọi người thấy không? Quá nhiều luôn nè. Hai bành nữa. Đó. Hai bành ra lấy cho thông người cho mấy ba con. Lương của người cũng ba ấy lắm. Nó dần quá dần mọi người. Út vô sát đi Út. Vô mé đi. Ông ba ra đi ông ba. Trong bút ông trẻ chung ông vô đi. Ừ. Trời ơi. Lương đó lương ba bỏ đi. Không, vậy hả? Nó. Ba trẻ mà không ra bắt bắt già ngồi bắt không ngồi quải cho mình luôn á. Lấy bình mềm đi con ơi, cái bình mềm đó nó thấy không? Khúc cục hết trơn à. Bày ra mà tiếp mình rất, hai coi. Rất chuyên nghiệp. Tôi không có được ai. Út, 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 Lương chạy qua nè Út. Đó, rồi coi kìa, coi nó đội bao lên rồi mọi người thấy đội bao không? Nó đội bao lên kìa. Xíu nó dồn đắng dữ. Trời ơi, trời. Nè Út ơi. Chân mình mẩy rồi Út ơi. Kệ dính mình cũng được, đừng dính camera được rồi. Thấy không? Ồ. Nó bao lủng bao đó có con lươn đó không bảy. Nó bảy móc con lươn nha mọi người. Nó thấy không, lươn đó lươn nhất quá bự rồi. Chui vô nó chui vô bọc nó trốn đâu mọi người. Nó thấy không? Nó chui vô bọc nó trốn đâu mọi người. À. Đẩy ống lại bảy. Nó nữa không? Không gì rồi, ba lớp rồi. Ba lớp rồi. Chắc con gầy hoài bảy. Đó chắc. Ba. Đường dữ lắm luôn mọi người ơi. Đi lẳng coi. Đi lẳng coi. Mọi người. Đó. Thấy không? Nó bảy 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 chạy bảy thôi chạy. ba chiếc giữa. Đây, thời tới đâu là dồn cục tới đó, đó mọi người. À. Con lươn đồng là mình cho ăn ốc bu vàng, mình cho ăn cá thì con lươn nó vàng. Chứ cho ăn thức ăn đồ là con lươn nó không vàng mọi người, không vàng là bán không có giá đó. Đúng không bảy, con nói đúng không? Hả? Cừ không mà trời trả lời mới được chứ, cho tao biết con phải không chứ. Đúng không Út? Hả? Kìa. Ôi, nó chạy ngược lại. Ôi, thôi kìa mọi người. Ô, thấy chưa? À, nè mọi người. Lắc xíu nè. Từ rút. Chạy xuống cái. Nó, mọi người thấy không? Nó, con lươn vàng cái. Nó, quá xá lươn lươn tới rồi hả? Mà mua lươn tới rồi hả? Chắc càng quá không được. Luyện lên tại thơ. Lại đây chút xíu, sắp sinh rồi. Khi đã bắt rồi, người ta sẽ bắt lươn nhất lươn gì. Còn lươn ba sẽ cắt bao cũ lại đây, người ta sẽ tiếp tục nuôi con lươn ba. Tới mùa nướng sẽ bắt lươn mới bỏ vô, tiếp tục cứ xây tròn như hoài. Mọi người quá ở đâu dữ vậy ta, dữ vậy ta, thấy chưa?
mọi người thấy không, rất nhiều mọi người. Vàng ngố luôn mọi người. Lương ông Bảy ở đây là ăn là bảo đảm luôn đó, không ăn thức ăn. Chỉ ăn mồi thôi, không ăn thức ăn. Cá với cua. Đây mọi người. Nè mọi người. Quá xá luôn. Giá lương gì với lương nhất cho lệch nhiều không? Nhất 88, 87, nhì 167 à. Vậy hả? Cho lệch nhau 20.000 cái gì đó. Qua đây mà đứng đó liền vô mình vậy không mà mày đứng đó. Lương rất là bồn luôn một đêm á, bồn ba không mấy con. Bồn lương nhất lương gì là đạt rồi phải không? Lương nhất là từ bao nhiêu ký trở lên? Những cái gì? Bao nhiêu trăm gram nữa lên? 200 gram đó lên. Lương gì? Thì không có nói trăm gram nào. Thì sao lương ba? Lương ba nhỏ hơn lương ba. Lương nhỏ là lương ba hả? Mà lương ta gì? Nhỏ là ba chứ nhì là không có trăm gram nào hết đó ha. Lấy nhất thôi, còn như là nhì hết ha. Rồi. Nó thấy dở cục đất ra là có lông bò, dở cục đất ra là có lông bò đó mọi người. Nó chạy ra sao kìa, chạy ra sao. Chạy ra sao. Vừa lên đó, cũng lòng đó. Chạy ra sao kìa, chạy ra sao Út ơi, chạy ra sao. Có dịp nào mà mọi người về dưới đây bắt cùng nhau đi bắt hôi với mình. Này đây đây này, con lươn nhất vàng ngắn luôn nè mọi người thấy không, lươn đó đó kìa 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 nè nè, quá xá luôn mọi người ơi. Nè nó dồn lại nè, đây vậy là bùn lươn này của ông Bảy là trúng rồi. Đây Phương vừa muốn ăn con nào là mình gửi về cho Phương vừa con ấy. Đây. Này thấy đạt hơn trước không ạ? Năm rồi nó đỡ hơn. Năm nay nó bồn này có đầu con nè. Bồn này vậy là nhiều đó, có đầu con đó. Nó rồi bồn trước cầm máy kia quay giùm tôi nha, về cho nó coi nha. Nào có cho tiệm nó coi, nó khoái khoái lắm ha, khoái bắt mẹ ha. Đó gì là nó bồn ba bỏ lại, bồn ba bỏ lại này. Ôi em ơi, đi đâu vậy? Lương này nhiều đầu con là đạt hả ông Bảy không? Lương gì hay nhiều. Lương này khoảng 7 còn mồi, ông Bảy cho ăn khoảng 2 tháng nữa vô lắm á. Vô lương nhất không Bảy? Chuyến này sắm vàng rồi, đường nào phản. Ừ. Chuyến này sắm vàng rồi. Đây, nguyên một sọt của lương nè mọi người. Rất khó bắt, mình không biết bắt mình sẽ bắt không được đâu mọi người. Đây là những người đứng trên, là những người không biết bắt, đứng trên để sách. Bị xe giặt. Những người bị xe giặt rồi đây. Có kìa, ông ơi. Bảy ơi, Bảy ở đâu mà giữ vậy Bảy ơi, Bảy. Quá xa luôn rồi mọi người ơi. Con này nè, quay ngoài nè. Đó, con này không quay. Con đó vô nửa ký rồi đó. Hàng nằm, hàng nằm đó. Hàng nằm.
400 gram hả? Không có giáp. Ê, vô. Ờ, vuốt cái anh bác. Vuốt cái nút ơi, nè. Rồi mặt hàng công luôn. Quá xa mọi người nè. Quá xa luôn, nó đi đi xịt có nào được gì không? Đúng gì chắc la làng luôn á, đồ xỉu đó, bụng xỉu mà có không dám la. À, mày đi xịt được cái đó chắc tao đem cơm thiệt chứ, xịt trong bồn. Quá xa mọi người ơi, nói qua tao không ăn cơm. Quá xa luôn, để qua đây xa chút ngay. Dài. Xa xa xíu rồi, quá văn xịn rồi. Dồn dồn nước rồi. Dồn nước rồi, dồn. Dồn dài dài qua bên kia đi. Bắt vậy là đúng, để nó dồn luôn đây nhiều quá khó bắt. Cái sọt rồi quá thấy. Ừ, mày xa dạo cái đi. Đây. Còn mồi đủ. Sao không nữa. Không? Còn mồi là ngon lành luôn không bảy? Ốc nữa không à? Chê ốc luôn à? Không có ốc nữa không à? Không có ốc nó chê ha. Nè. Rửa sọt đó. Hết đạn. Đây đây. Hết đạn không bảy? Vừa ốc vậy là nhiêu đó, không đủ hả? Cả 2 tấn không mà còn không đủ không bảy? Không đủ luôn ha. Hết mồi mọi người. Cái thực chất cao lương này là khoảng 2-3 tháng nữa nó vừa. Đường qua tùng quay chú A kìa. Đây em yêu, em yêu. Đây, à, đây. Em yêu em đi đâu hả? Lương nhất đó mọi người. Lương đó lương nhất mà lương nhỏ nhất. Như cái vợt mà bắt không được đâu anh. Dễ gì, vậy bắt tay nó hay hơn vợ. Dạ khốp lùa vô giờ cá. Mày làm động nó bắt không được luôn. Càng mạnh làm càng mạnh nó càng bắt không được, mà càng nhẹ thì bắt được. Cưng cưng ngồi nữa. Những người bắt lương nghề tao nói vậy đó mọi người. Thấy không? Nó thấy không? Bán lương riết mà nghe tiếng xe của lái lương vô là biết luôn đó mọi người. Mày lấy không? Khỏi cần nhìn. Không bỏ đi lần ba. Ba con lương ba kìa. Tiền tới rồi đó mọi người ơi. Chợ sáng giờ đó. Hai bồn nguyên với hai bồn nữa vậy. Ủa, Thảo nó sao cái này mày xài số 30 rồi Thảo? Hả? Cái này sao mày xài số 30 rồi? 30 con này nè. Giao lại hả? Giao tài khoản lại hả gì? Quay luôn. Ừ, luôn mà. Cái sọt luôn. Đó là cảnh với cái là ta quay phim là biết làm gì không? Làm gì? Ta cho hộ dây 60 triệu mà không trả luôn là mô hình nuôi lương không bùng đó. Không trả luôn hả? Không có cho 60 triệu, đứt 60 triệu luôn. Cho đứt 60 triệu luôn. Là 60. Cái đó là yêu cầu dây ha. Không có, người ta nói là cái mô hình tiêu chuẩn nuôi lương sao á. Nuôi theo ý người ta ha. Nuôi vậy đó là ta cho 60 triệu á. Vậy là ông Bảy không nuôi nó được đâu. Đó là lương con gáp không à. Tại vì ông Bảy bắt lương nhà lương đồng nuôi luôn à. Ông Bảy nuôi gáp vậy là nuôi không được đâu. Nuôi muốn quay thì phải dính sình. Bốp chủ nữa trời, đừng giống nổi, đừng giống sình. Cái này có khuôn dừa vô cho nó vô đây nó trộn lộn. Nãy giờ bắt được con nào chưa hai đứa? Chưa hả? Sao kỳ vậy, sao dở vậy hả? Chơi bóp đít tao không? Bắt lương luôn nè mọi người. Lương ba nè. Nó, lương ba luôn. Lương ba bị lớn đâu? Ba chút xíu à. Đó nè. Nó, thăm dạch qua đó coi bằng không? À. Xong đó trời. Bự hơn hay nhỏ hơn? Không chịu dạch ra gì chứ. Môi cũng đắt lại lên. Môi ra. Ô, quá mạnh rồi. Từ từ thôi nha, từ từ thôi nha. Chừng lương chạy ra sao đó. Có chừng lương chạy ra sao nha. Chạy.
mày nắm đuôi sao được. Rồi 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 bắt con lươn luôn rồi. Ốc lỡ kém lươn cho nó ốc ơi. Tuồng á, tuồng á, cởi quần ra luôn đi, bắt con nào tao đo theo con nấy. Con nào mà bự hơn nhỏ của mày thì bắt, còn con nào mà lớn hơn nhỏ thì đãi lỡ. Con sớm dở đi. Con đứt cái gốc ba gà luôn. Sao cái mô ngay giữa kia vậy? Bắt là mày, hãy bắt đi. Ừ. Không được. Út qua bển đi, Út qua đó đi, qua đó bên dưới, qua đây đi, bên đây để gì được rồi. Bên đây chạy con nào ông bán làm con ấy. À, bán chảo à. Út qua bứt đứt cái đó mà được, Út ơi. Ô, hai nhỏ, đừng lẹn. Ba con nào đi đóng này? Không có biết. Đi đặt nhà thả đúng không? Đặt nhà thả đúng không? Mời ký bò vô. 6 kg là đánh, còn có bò ăn 2 kg hả? Còn con bự kìa ông ba. Ừ, luôn bự nhất đó. Thử thôi, cỡ 200 cục nữa. Rồi. Trăm mấy, 200 gì đó. Rồi. Đây, mọi người theo mình đi ra cái chỗ mà hồi nãy là mình bắt rồi. Thì xong rồi đổ ra. Đây. Rồi luôn hết ha, hai vợ chồng. Đổ gọng vô đây nè mọi người. Nó. Lỗi nha. Kia nhỏ này vô trong đó cởi quần ra cho ông quay luôn. Cởi quần ra coi con lươn với con mày con nào bự hơn. Cứ ngại hoài không biết. Bắt được không? Bắt được con lươn không? Bắt được lươn không? Đâu bắt con bự nhất lên coi con cá coi. À. Bắt con bự nhất lên coi cá coi. Sao? À, đây nó bắt con cự lên coi, cự lên chụp tấm hình coi. À, trời lộn rồi. Chụp tấm hình con lưng luôn rồi. Con đó đó. Số năm đầu năm có kém hả? Khoái đầu năm phải không? Đây mọi người, nó sau khi thu hoạch lươn xong, chủ lươn sẽ đem ra đây những người lái họ sẽ lựa những con lươn nhất ra, phân ra làm ba loại: lươn nhất, lươn nhì, lươn ba. Nó mọi người nhìn nè, rất nhiều lươn thấy không? Nãy bắt ra đó, còn nhiều nữa. Đây bắt đầu mọi người chuẩn bị căng lươn hồi lúc nãy mình mới bắt ra đó mọi người. Đây nó xúc vô một vợt lươn rồi nó à. Không có rồi, đúng rồi, đây thêm nữa. Là vụ gì đây nè, con sách giùm được không ơi? Khá. Rồi đây. Ở miền quê của mình các bạn, thường trước khi mà bán cho người khác á, thì chờ lộ một mớ lương để là như là cho bà con xung quanh là thứ nhất. Thứ hai là những người mà người ta có lợn, người ta coi, người ta mua một người 1 ký 2 ký người ta về người ta ăn nha mọi người. Mà lươn này là nếu như mà nướng là hết sảy, không có cái gì bằng lươn nướng hết. Đây. Đây là cảnh lựa lươn. Hai anh này lựa lươn là rất tịch. Con lươn tích cực luôn. Rất ngoài nắng luôn. Lươn mới 16 tuổi nè. Rất tích cực luôn. Là mọi người biết tại sao mà một bên lẹn qua một sọt không? Tại vì họ bắt lươn lâu ngày rồi, họ quen, họ chụp vô là họ biết con nào trên 200 gram hay là dưới 200 gram rồi. Cao thủ võ lâm.
dưới 200 g là giá khác, mà trên 200 g là giá khác. Giá này có trọng ở chỗ là anh trời vô tay, cái tôi biết rồi đây đó. Anh vô tay như là vô tay gà vậy đó ha. Mà nào có chồng vô chồng cho vô tay. Anh quá anh cười rồi mọi người ơi. Dạ. Đây, 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 bên đây là dưới 200 g nha mọi người. Bắt là không khoảng một con luôn đó. Bên đây là trên 200 g. Trên 200 g. À, lưng nó kêu cà đà luôn đó mọi người. Đó. Bên đây là trên 200 g. Bên đây là nó bắt như đạn luôn thấy không mọi người. Nó đây là nó bây giờ nghĩ hay vụ gì cái có xíu là có trên mạng có rồi ha, có chứ ai mà làm cái gì cái có mẹ mày không bậy lao vô thì khi đủ 60 giây nó quay con vợ nhà nó quay gặp gặp là chết liền đúng không. Ờ không, mấy anh mua lương này rất vui mọi người, hai người quê mình là vậy thôi. Nó bắt là đều tay như đạn luôn đó mọi người, sọt thì mấy nữa. Ừ. Rồi cực lãi từ con ốc mấy ông. Lãi mấy từ ông. Con ốc đó nha mấy ông. Thiệt chứ mấy ông có rồi. Đài mấy ông mới thơm hơn đó, nuôi nuôi lãi từ con ốc. Đâu mau ăn bằng, hơn xa đâu, lắm. Đâu có bằng buôn bán được đâu, đây là người cầm sổ. À. Người cầm sổ là cầm cân ném mực là đây. Chính xác ngay cha, đừng. Đây cầm lương là đây. Cầm lương là đây. Đây. À, đây là bà chủ lương đây. Ở đây ông chủ, còn ông đó là cái ông ở đợ. Nó đấy không, ông ở đợ, ông gần đó, ông ăn chậm lương, ông liền ra ngoài kìa mọi người, thấy không? Đó, đó hai ông đó. Thơm rồi. Ừ. Người, người dân quê của mình là như vậy đó mọi người. À, hãy mỗi khi mà cắt hầm hay là cắt bè hay là dở lươn thì cũng vậy hết đó, chừa là một mớ nhờ để ở trong nhà ăn, còn một mớ thì cho mọi người người con hai con vậy đó, tình làng nghĩa xóm đó mọi người. Ừ. Đó, nè. À. Ồ, oh, một sọt, một sọt, một sọt. Mình nằm cái 250 gram, nó thấy dữ như vậy, 250 gram. Đó. Nha. Ông bảy chừa không có chục ký rồi trời. Đông, đông lắm hả? Đúng, đúng, đúng rồi mọi người, cái kia là tình làng nghỉ sớm đó mọi người. Bà này bà kia nữa. Nhiều bà quá. Súc vật này chắc thêm vật nữa có lẽ hết đó mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Rồi, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Rồi, cảm ơn mọi người.